ơi. Thiếu kỳ rồi hả? Nói chuyện thiếu kỳ vui à. Trời ơi, lấy kỳ vui nữa là đủ rồi. Quá trời không lại không, không lại ngay cái cửa sổ cái cây chơi. Mà kiếm có ẩm đâu rồi. Ẩm đâu rồi. Ẩm đâu rồi. Đó. Nó trốn rồi rồi, trốn rồi. Chung vô cái này nha. Thiệt. Cái này chơi trốn hả? Rồi lát rồi. Tôi mới mua cái nhà nỉ lông á. Ý cái nhà nó trong ấy cái quán á. À lát rồi. Bán cái nhà này cho nó chung vô vui. À. Peekaboo. Peekaboo này á lát rồi. Ê. Peekaboo ơi. Vui quá rồi, lát vui quá rồi. Alex. Lên ăn lên. Alex. Lên ghế ngồi ăn luôn ơi. Lên đây. Đi. Chị nhóc nè. Chị nhóc nè.